Rồi hôm nay hai anh em đi nhổ mì, về làm bánh mì. Ra nhà của ngoại quá trời gạo luôn, gạo cũ quá trời. Rồi cũng tình trạng nãy giờ mới tới, mưa tới luôn rồi. Nhổ nhổ đi, chừng nào không nổi rồi thả đào phát đâu này, nhổ phụ cụ cho bự lắm, đất này xốp mà. Đây lê cho chú ba làm đó, mưa tới luôn, nhỏ của đó là mưa tới được luôn đó. Nè cầm quay đi cho nhỏ ơi. Đó. Lấy dao chặt đi. Dao chặt hả? Bự dữ vậy. Lấy bao khác. Cái bao kìa. Cái này cũ rồi, cây gì bự cây tạo. Cái này cũ quá cha. Làm sao đây? Chân nè. Trời. Phát khoai hả cha? Này là gì? Phát khoai hả? Mì chứ gì? Bỏ đi. Mì. Mì mà. Mì mà. Lấy luôn không? Lấy xong lấy mì mà. Lấy luôn mà. Trời xích ra ngoài chút cha. Lấy xong rồi sao ạ? Cuốn này còn nhỏ, cuốn chưa bự. Ừ đúng rồi. Cuốn ngon. Trời ơi cuốn mì. Rồi. Cục tạ luôn. Trời đưa con nhiều quá. Ăn gì cha? Đưa cha. Lấy hai cây đó về trồng luôn. Cái này là không hạt. Đau lâu quá mẹ bào hết mày tất cả chùm ruột luôn. Đừng có nói tốn tiền mua thuốc nữa. Quay mẹ. Dạ. Thưa anh ba chưa? Con dạo này con thưa anh hai với anh ba chưa? Rồi giờ tới công đoạn là tách vỏ của mì nha. Mì gì cũng bự bự không mày đợi. Xét nghiệm truy vết trong khu công nghiệp cũng đang được triển khai.
theo ban quản lý khu công nghiệp Bình Dương. Sắp gỡ xong mà làm gì em? Cháu. Tháp này là bào. Nhờ vậy, bào ha. Tỷ lệ xét nghiệm 100%. Gỡ xong rồi lắp bào, bào xong rồi chia ngay hấp thì cũng được. Hãy lột xong rồi tới công đoạn mài nha bà con. Hàng lính mài. Mài xong rồi hấp cũng được mà chiên cũng được nữa. Cái con gà kìa, con gà, gà nó mổ. Rồi chỉ ta cách ăn luôn cha. Rồi khoai mì trong khi mài xong rồi vắt nước, bỏ nước lấy xác. Đó. Bắt đầu chiên, món chiên giờ tới làm từ hồi trưa giờ tới tối mới chiên được. Nó ngon rồi. Thử ngon. Không? Ngon. Xạo, bánh cái chết rồi. Nó từ trưa giờ mà làm từ trưa giờ giờ mới xong mà chứ sợ lắm. Mới làm chưa đây. Ngon quá. Ngon.